sàng lọc sơ sinh nhằm mục đích phát hiện sớm các tình trạng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng ở trẻ, bao gồm mất thính lực, dị tật tim bẩm sinh và rối loạn chuyển hóa. Những xét nghiệm này nhằm phát hiện các rối loạn có thể gây ra các vấn đề sức khỏe lâu dài hoặc thậm chí gây tử vong nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời. 1. Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh là gì? Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh kiểm tra các tình trạng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng ở trẻ ngay sau khi sinh. Tất cả bệnh viện đều tiến hành làm xét nghiệm sàng lọc vào những ngày đầu tiên khi trẻ sinh xong, ngay cả khi chúng có vẻ khỏe mạnh. Các xét nghiệm bao gồm: kiểm tra thính giác, sàng lọc các khuyết tật bệnh tim bẩm sinh, xét nghiệm máu để sàng lọc các rối loạn bao gồm các vấn đề về chuyển hóa, di truyền và nội tiết. Các xét nghiệm sàng lọc chỉ cung cấp thông tin sơ bộ cho bác sĩ biết có nên làm xét nghiệm sâu hơn để đưa ra chẩn đoán chính xác hơn hay không, nhằm tìm hiểu xem trẻ có thực sự có vấn đề hay không. Xác suất khoảng 1 trên 300 trẻ sơ sinh được sàng lọc phát hiện ra các dị tật nêu trên. 2. Các xét nghiệm có làm tổn thương trẻ không? Các xét nghiệm sàng lọc sơ sinh ít hoặc không gây khó chịu cho em bé của bạn. Xét nghiệm máu, lấy máu gót chân trẻ sơ sinh. Kiểm tra thính giác, tai nghe và micro mềm được đặt vào tai của bé để đo phản ứng của tai. Sàng lọc các khuyết tật tim bẩm sinh. Để sàng lọc các vấn đề về tim, đầu tiên lượng oxy trong máu của em bé được đo. Nếu xét nghiệm ban đầu cho thấy oxy máu thấp, em bé sẽ được kiểm tra lại 1 hoặc 2 giờ sau đó. Nếu oxy trong máu của bé vẫn thấp, bé sẽ được tiến hành siêu âm tim và kiểm tra tim mạch sâu hơn. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp bạn hiểu hơn về sàng lọc sau sinh cho bé, giảm bớt lo lắng và yên tâm hơn nhé.